Mến chào quý vị đang đến với chương trình Du lịch và ẩm thực được phát sóng trên kênh VTV4. Thưa quý vị, ngoài việc được mệnh danh là địa ngục Trần gian thì Côn Đảo còn được nhiều người biết đến bởi đây là một trong những hòn đảo xinh đẹp nhất Việt Nam. Ngày hôm nay thì Ngọc Nhi đã quyết định là bắt đầu một ngày mới tại Côn Đảo bằng việc dậy thật sớm ngắm bình minh để chuẩn bị năng lượng cho chuyến hành trình ngày hôm nay. Ngọc Nhi có hẹn với một anh bạn là thổ địa tại Côn Đảo. Anh ấy sẽ đưa Ngọc Nhi đi đến những địa điểm thật lý thú. Quý vị hãy cùng chờ xem nhé. Nhi ơi. Dạ, Nhi chào anh. Thưa quý vị, đây là anh Minh, người bạn mà lúc nãy Ngọc Nhi có nhắc đến. Bây giờ thì anh Minh sẽ đưa Ngọc Nhi đi chơi một vòng quanh đảo bằng chiếc xe máy này. Còn đi đâu thì biết mà. Dạ. Mình đi nha. Rồi, xong. Với một không gian yên ả, cà phê Phiên Khúc đã níu chân được rất nhiều thực khách khi đến đây. Quán nhỏ nhưng khá dễ thương, vật trang trí chính là khung cửa sổ cũ, sách cũ và những đồ gia dụng cũ, tạo nên một không gian lối cổ xưa mang màu hoài niệm. Bỏ lại sự ồn ả bên ngoài, bước qua cánh cổng, thực khách có cảm giác như đang trở về với một không gian yên tĩnh nhưng vô cùng ấm cúng. Trong không gian bạc màu thời gian, tiếng đàn, giọng ca của anh Dũng sẽ khiến bạn như trở về một thời dĩ vãng đã qua nhưng chưa hẳn là đã xa. Da diết, nhớ thương và như được sống chậm lại với những giây phút bình yên hiếm có. Em thấy quán cà phê Phiên Khúc của anh là một quán rất là đặc biệt. Chắc là quán duy nhất trên Côn Đảo này mà theo cái phong cách bài trí cổ xưa vậy phải không anh? Dạ. Theo anh thì cũng là duy nhất. Tại vì quán anh tự mày mò, thiết kế, tự làm. Dạ. Mà tại sao anh quyết định trang trí theo cái phong cách này vậy? Anh có cũng quen một cái người bạn. Người bạn đó tên cũng giống anh, tên Dũng. Anh cũng có một cái phong cách là tận dụng những cái vật dụng đã bỏ đi để tận dụng mình sử dụng lại để cho giảm tối thiểu cái sự mà ảnh hưởng đến môi trường. Dạ. Anh thấy cái sự tận dụng lại này thấy cũng tốt. Anh đàn hay quá, anh có học đàn không anh? Thì mình cũng mê âm nhạc từ nhỏ. Dạ. Thì từ hồi nhỏ đi theo những người có một số đoàn hay là Côn Đảo biểu diễn, mình học qua bạn bè với lại học qua những người đã đến Côn Đảo. Dạ. Chưa có học qua trường lớp này. Dạ, anh có dạy đàn không? Cũng có dạy cho mấy cháu đam mê, có chỉ lại. Em thấy không khí ở đây rất là yên bình mà có âm nhạc, có guitar như vậy nữa, chắc là mọi người cũng hay tụ họp về đây để giao lưu với nhau anh. Thường thường thì cuối tuần có mình có tập hợp với lại một số bạn rất là thích những cái dòng nhạc xưa thì đến đây thì hát với nhau qua cái đàn guitar mộc trong quán. Khi đến với Côn Đảo, quý vị không chỉ được thưởng thức những món hải sản tươi ngon, ngắm những bãi biển xinh đẹp mà có thể thưởng thức những tách cà phê nhâm nhi và vừa lắng nghe âm nhạc đến từ anh Dũng, một người chủ quán rất là dễ thương. Ngày hôm nay cảm ơn anh Dũng rất nhiều đã đàn cho Ngọc Nhi và anh Minh một cái bản nhạc rất là hay. Còn bây giờ thì Ngọc Nhi sẽ tiếp tục hành trình của mình. Hãy khám phá những điều tiếp theo quý vị nhé.
Địa điểm tiếp theo trong hành trình khám phá Côn Đảo là Hòn Bảy Cạnh, hòn đảo lớn thứ hai trong số 16 hòn đảo thuộc quần đảo Côn Đảo. 45 phút trên tàu hoặc cano là khoảng thời gian thú vị để du khách ngắm nhìn rừng ngập mặn với diện tích khoảng 5,1 hectare với 24 loài thực vật ngập mặn, chủ yếu là đước đôi, vẹt trụ, vẹt dù, già voi, su ổi, bàn phi. Sau đó đặt chân đến với Hòn Bảy Cạnh, đảo du lịch sinh thái bậc nhất Côn Đảo. Chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực bãi cát lớn của đảo Bảy Cạnh. Đây là nơi mà hàng năm thì khoảng từ tháng 4 đến tháng 10 sẽ có một loài sinh vật về đây đẻ trứng, đó là loài rùa biển. Thì cái loài rùa này thì nó thường khoảng tháng 4 đến tháng 10 nó sẽ về đẻ trứng, nhưng mà nó không phải là rùa Côn Đảo, mà tức là nó ở ngoài biển của thế giới, nó sẽ về đẻ trứng, nó chỉ, đây là chỉ là nơi để nó dừng chân, nó đẻ trứng thôi. Thì khi mà con rùa nó đẻ trứng thì nó sẽ chọn những cái bãi cát như thế này. Nó mềm thì nó sẽ đào tổ đẻ trứng, và sau khi đẻ trứng thì nó sẽ về với biển, và khoảng 60 ngày sau thì sẽ có những chú rùa con nó về với biển. Nhưng mà nếu như mà cái thời điểm mà nó đẻ trứng, mình là khách du lịch mình đến, mình có được tham quan không anh? Thường thì vào mùa mà rùa đẻ thì chúng ta sẽ không được đến những khu vực này, tại vì con rùa rất là nhạy cảm, nếu mà chúng ta đến thì nó sẽ động, nó sẽ không có đẻ, nó sẽ bị ảnh hưởng đến nó. Thường thì mùa đó thì họ sẽ cấm lên những cái bãi cát này, mình sẽ đi đường vòng. Là trước khi đi mình phải tìm hiểu kỹ và cũng phải xin phép trước nữa. Đúng rồi, khi mình đến tham quan bất kể những khu vực nào của vườn quốc gia Côn Đảo thì đều phải đăng ký tham quan, phải xin phép. Dạ, còn ở phía trên đó là khu vực nào vậy? Trên đây là khu vực chốt kiểm lâm, lên trên đây thì chúng ta sẽ xem được một số cái hố ấp trứng rùa. À, là người tham quan kiểm lâm trên đây. Ấp trên đó luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Vòng đời của rùa như thế nào vậy anh? Thì anh cũng nói qua cho em về vòng đời của một chú rùa từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành. Là khi sau khi rùa mẹ đẻ trứng ở trên bãi biển thì khoảng 60 ngày sau thì sẽ có những chú rùa con ra đời, được nở ra. Thì những chú rùa con này sẽ về với biển và sống ở biển khoảng 30 năm là sẽ đến độ tuổi trưởng thành. Thì khi đến độ tuổi trưởng thành thì rùa cái cũng như là rùa đực sẽ quay về nơi mà nó được sinh ra để nó giao phối và nó làm tổ đẻ trứng. Wow! 30 năm xong quay trở lại chỗ mình đâu. Tuổi trưởng thành là 30 năm, nó hơn con người mình rất nhiều. Dạ. Nhưng mà nó về đúng cái nơi đó luôn hả anh? Đúng nơi đó, giống như nó có một cái định vị tự nhiên của nó. Hay quá. Rồi. Sau đó thì khi mà rùa nó đẻ thì nó đẻ khoảng bao nhiêu trứng và cái thời gian đẻ là bao lâu anh? Thì trung bình một ổ của con rùa thì khoảng từ 80 đến 120 trứng một lần đẻ. Và trong một mùa sinh sản thì một con rùa cái có thể đẻ từ 1 tới 11 tổ. Dạ. Trong một mùa từ tháng 4 đến tháng 10. Thì nếu mà tính trung bình ra thì khoảng 1.000 trứng cho một con rùa mẹ vào một mùa. Dạ, vậy thì ấp bao lâu nó mới nở ra? Khoảng 60 ngày. À, 60 ngày. Mà nó có sẽ nở ra 100% không? Thì nếu mà theo tự nhiên á, thì nó sẽ chỉ khoảng 70-80% thôi. Dạ. Nhưng mà ở đảo Bảy Cạnh cũng như là những cái hòn đảo ở trên Côn Đảo thì những anh kiểm lâm sẽ đem những cái trứng này về và ấp thì xác suất nở sẽ lên thể 98%. Có khi 100%. Nó cũng là một cách bảo tồn. Đúng rồi. Dạ. Trong vòng đời của một con rùa thì nó sẽ sinh sản bao nhiêu lần anh? Cái này rất là nhiều lần, nhưng mà khi mà nó sinh sản một lần xong thì có thể 2-3 năm sau thì mới quay lại chu kỳ sinh sản của nó. À. Chứ không phải là mỗi năm nó đều mỗi đẻ. Dạ. Và cái con rùa này thì cái giới tính của nó thì phụ thuộc vào nhiệt độ, chứ không phải là phụ thuộc vào bố mẹ. Ví dụ là như là nếu mà cái hố ấp trứng rùa mà nó nằm ngoài nắng, nhiệt độ cao trên 29 độ C thì sẽ cho ra một ổ toàn là con cái không. Wow. Còn nếu mà trong nhiệt độ thấp hơn 29 độ C thì sẽ ra một ổ toàn con được không. Dạ, hay quá. Rất là thú vị. Dạ.
Tại Hòn Bảy Cạnh, du khách sẽ được chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn con rùa chập chững tự bò xuống biển trong quãng đường chỉ cỡ vài chục mét. Trước khi rùa con hòa mình vào biển, vẫn kịp quay đầu lại ghi nhận hình ảnh về nơi chúng sinh ra, để khi trưởng thành, khoảng 30 năm sau, rùa biển sẽ quay lại chính nơi chào đời để đẻ trứng. Hãy dẫn Nhi đi thưởng thức một món đặc sản của Côn Đảo, đó chính là mứt hạt bàng. Mứt hạt bàng, em thấy món này rất là nổi tiếng, hình như là ai đi Côn Đảo cũng sẽ mua về hết. Nhưng mà trước giờ em chưa được thưởng thức. Hồi nhỏ lúc mà cấp 1, cấp 2 em cũng có ăn mấy hạt bàng, nhưng mà là do ở trên cây trong trường á, nó rớt xuống. Sau đó em lấy mấy cục gạch đập ra, ăn thì được có tí xíu, ăn cho vui vậy thôi. Tuổi thơ thì ai cũng có cái thú vui đó trên á. Dạ, mà ở đây hạt bàng là người ta làm thành mứt hả anh? Đúng rồi, ở đây thì người ta sẽ lấy cái nhân của trái bàng như mình ăn hồi xưa đó, mình ta sẽ rang với đường hoặc rang với muối để làm cái món đặc sản mứt hạt bàng đó. Mà ở đây có cái cơ sở sản xuất nào mà em có thể chứng kiến được cái quá trình người ta làm không? Được rồi, để anh sẽ dẫn em đến một nhà của người quen sẽ cho em thưởng thức cái món đặc sản hạt bàng này. Dạ, vui về luôn nha. Chào chị. Chào chị. Chào em. Em muốn mua mứt hạt bàng á chị. Chị có làm sẵn không? Có mà, nhưng mà hết cái ngọt rồi, em tí xíu đi chị rang lên. Dạ, vậy thôi em đợi chị làm thì luôn cũng được. Chị chặt chị rang lên cho em nha. Dạ. Cái này hạt bàng của mình có mấy loại hay là một loại thôi chị? Hai loại em, mặn với ngọt. Dạ. Rang muối với rang đường á. Dạ. Sao em thấy hai cái hạt bàng này nó khác nhau vậy chị? Cái này nó hơi xù hơn nè. Cái này là nó trái bàng thì nó giống nhau, nhưng mà cái trái nhỏ trái lớn em. Cái hạt nó hạt nhỏ hạt lớn thôi, nó cũng giống nhau à. Dạ. Nhưng mà ở trong miền Nam em thấy là cái hạt bàng em nó giống vậy nè, nó trơn vậy là chứ nó không có xù. Cái này là loại đặc trưng trên đảo hả chị? Cái này là ở đảo mới có cái trái bàng này nè em ơi. Còn ở trong mình là trái nhỏ nhỏ mà, hạt nhỏ mà. Dạ. Ở trong miền Tây cũng có mà nó nhỏ, còn đây hạt bàng này lâu năm rồi đó. Dạ. Cái cụ cái bàng này cũng có trên trăm năm như cây bàng đó. Nè em có chặt thử không? Chỉ cho em chặt nè. Dạ được hả chị? Nhưng mà sao chị chặt nó không có bị nát ra hay quá vậy? Ủa, chặt cái đi luyện nghề nghề rồi. Kiếm tiền mà. Nghe nghề mà. Chắc là phải chặt kiểu xéo qua xíu à. Nghe chặt gì nè, xuống gì nè. Nè nghe cái cắt cái dừng lại chứ mà chặt luôn là nó gãy á. Dạ, cho em chặt thử coi. Đây nè, em chặt thử coi. Bể không đền nha. Không đền. Nhẹ nhẹ xuống. Đó đó đó. Cái cắt cái từ từ. Đó, vậy nó tách ra. Chưa nữa. Ủa đấy. Sao em nghe tiếng rồi? Rồi, bự bẻ nè. Bự cái dao. Đó, dao hộp đó. Cũng còn nguyên nè. Phải giỏi. Rút kinh nghiệm trái sao. Chặt dây hộp là được, dây trái là được à. Không phải vậy. Đó đúng rồi, để nó xuống vậy đó. Đúng rồi. Kiểu nó mòn ăn. Đó, tách ra. Ồ, nát rồi. Đổ bên, đổ bên. Không, phải chia trẻ nữa. Được rồi, em rút cái này ra chưa? Dạ. Cái này bỏ ra rồi để này xuống chứ để gì nó cắn là sao làm. Đó. Đó. Dạ, em nhân hộp mà cũng được thôi. Cũng được. Thôi chị làm đi, mất thời gian của chị quá à. Vậy cái này mình ăn không, mình không cần rang được không chị? Được em. Nè, ăn thử đi. Thử một cái. Là trái nhỏ mà hạt nó không? Được nè. Nguyên chắc này luôn. Mấy hạt vậy thôi là công sức mà phải chặt ra cũng mệt lắm. Em thấy một chặt một trái mấy phút mà. Ngon quá. Thôi, nhiêu đây chị đi gan được rồi đó. Dạ, cái gan rồi đó em.
Chị ra một chảo gì thì thường bao giờ nó mới xong chị? Hơn một tiếng đây em. Hơn một tiếng mà. Lâu ha. Cái này là mình rang xong mình mới ngào đường ngào muối xong hả chị? Đúng rồi, rang này rang cho nó giòn rồi bỏ qua rồi bắt đầu mới là bắt nó đường lên mới là rang lại nhiều là thành mứt đặc biệt. Dạ. Hấp dẫn quá ha. Ngoài đường với muối mình có thể bỏ thêm một số nguyên liệu khác chẳng hạn như là cái gì đó cay cay được không chị? Có em gừng. Rang toàn ngọt để gừng được vô là thành mứt vàng gừng đó. Dạ. Mình phải đảo liên tục với hả chị? Liên tục thì nó mới đều quen. Khi nào mà thấy cái hạt này chắc là nó nâu lên đó. Đúng rồi. Nó sẽ giòn lên. Rang là cho nó một giòn lên là hơn một tí. Một chảo là nhiêu ký bàn hả chị? Chị làm là 6 ký em. Cái chảo hơi nhỏ ha. Nếu mà là rang có chảo to thì tới chục ký, mười mấy ký. Mười mấy ký. Mười mấy ký. 6 ký. À, vậy nếu mà có ngào đường thì tỷ lệ sao chị? Ngào với đường á. Dù một nhiêu đây bàn thì là bao nhiêu ký đường chẳng hạn? À, có nhiêu đây hả? Chỉ có là 1 ký 2 đường nè. 1 ký có 2 lạng đường thôi. À, 1 ký bàn là 2 lạng đường. 1 ký bàn 2 lạng đường vậy đó. Mà không biết cái đường với muối nào ngon hơn ha. Đây. Đó, đó, có sẵn mình có hai hũ sẵn đây, mời em ăn thử. Đây là đường nè, đây là muối nè. Ăn thử cái nào ngon thì mình mua nha. Ngon nè. Cái này nó cũng giống như là đậu phộng rang đường. Đúng rồi. Mà nó béo hơn. Em hành là to nè. Ngọt ngọt. Cái này muối. Cái này đặc sản nó cũng đảo nó có mà em. Bạn đảo nó có. Muối đường cái nào cũng ngon hết. Nhưng mà em thấy mình ăn muối á, mình thấy được nguyên vị của nó. Đúng rồi, cái vị nguyên chất nó. Anh thì em thích cái vị này hơn. Cái kia thì nó hơi ngọt quá rồi. Mình không cảm nhận được cái vị bạn nó cũng ngon rồi. Cái nào cũng ngon hết. Thêm một cái này cho này em nha. Hai hũ này nha chị. Một này nha. Rồi, nó hai hũ đó nhìn chị. Đây rồi, lấy anh bán cho em luôn. Đây, cho em. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn chị luôn ạ. Lần sau em sẽ ghé em mua cũng như là giới thiệu mọi người đến đây mua ủng hộ chị nha. Rồi, dạ, chào chị. Mến chào quý vị đã quay trở lại với chuyên mục ẩm thực trong chương trình Du lịch và ẩm thực được phát sóng trên kênh VTV4. Thưa quý vị, sau khi mà chúng ta đã đi chơi rồi thì bây giờ sẽ là lúc chúng ta thưởng thức những món ăn ngon. Và ngày hôm nay thì chị Kim Ba là đầu bếp của resort Sài Gòn Côn Đảo sẽ hướng dẫn cho Ngọc Nhi cũng như quý vị làm một món ăn rất được yêu thích tại resort, đó chính là gỏi xoài trộn với ốc giác. Nhưng mà ngày hôm nay một điều đặc biệt đó là Ngọc Nhi sẽ thực hiện món ăn này, bởi vì chị Kim Ba nói món này dễ lắm, không cần chị Kim Ba phải làm đâu. Nhưng chị cũng phải hướng dẫn cho em tại vì em chưa làm bao giờ hết. Ở đây thì em thấy chị chuẩn bị sẵn rất nhiều nguyên liệu rồi ạ. Ốc giác này chị luộc chưa ạ? Ốc giác này thì chị chưa luộc. Dạ. Còn nguyên con. Dạ. Rồi nếu mà giờ trước mắt thì muốn sơ chế, muốn làm một món gỏi thì em phải là sơ chế ốc. Dạ. Em phải luộc lên khoảng tầm 20 phút thì em lấy cái ruột nó ra. Dạ. Xong rồi cái là em rửa cho thật sạch, xong dạ, em đi luộc khoảng 45 phút. Dạ. Thì thành phẩm là nó như vậy đây. Thành phẩm là như vậy. Dạ. Đó là em mới sắc ra. Sắc ra là như chị đã chuẩn bị cho em sẵn luôn đây. Đó là trộn, đó là giờ đây là chị cũng chuẩn bị sẵn cho em là xoài. Dạ. Xoài với là ốc sẵn. Bây giờ em bắt tay vô em trộn đi. Dạ. Vậy là nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi. Ốc giác thì quý vị nhớ là mình sẽ sắc ra những cái mảnh dài như thế này. Và nó đừng có dày quá, bởi vì nếu như dày thì nó sẽ bị dai đúng không rồi. Chị? Rồi bây giờ mình sẽ trộn ha. Dừa. Dạ. Rồi, giờ bắt tay vào. Ốc giác này mình luộc khoảng bao lâu thì nó mới chín và mềm vậy chị? 45 phút rồi. 45 phút, lâu thật. Khi nào mình biết nó ăn được rồi chị? Mình lấy cái đũa mình ghim, dạ, thử nó mềm xuống là được. Dạ. Mà thường chị luộc canh là đúng 45 phút là nó sẽ mềm. Dạ, để tiết kiệm thời gian thì đây chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Rồi đây là này, nước mắm đường. Mắm đường mình quậy nước mắm với đường. Dạ. Xong rồi mình trộn với vô đây. Ở đây mình sử dụng đường gì chị? Đường cắt trắng. Đường cắt trắng đó chị. À, dạ. Đường cắt trắng. Dạ, với cái phần này chị cho bao nhiêu muỗng đường vào nước mắm vậy chị? Cái này là chị mo cho là 6 muỗng đường. Là 4 muỗng nước mắm. À, cho thêm một tí xíu ớt để nó cay cay. Đúng nữa. Cho xin muỗng xíu ớt cho nó cay cay. Cho cái hỗn hợp đường nước mắm vào. 3 muỗng rồi được. 3 muỗng. Rồi em trộn lên. Cái khẩu phần ăn này là sẽ được khoảng bao nhiêu người ăn chị? Cái này khoảng tầm 4 người ăn. À, 4 người ăn.
Rồi, cái này cưng nhớ trộn nó đều đều tay á cho nó thấm đấy. Nếu như mà cưng cưng thử mà ví dụ mà xoài mà nó chua á, là cưng không cần trộn thêm chanh. Còn nếu mà nó không có chua mà nó ngọt quá thì cưng nặng vô ít chanh để cho nó có hậu chua. Mà xoài này nó hơi hậu chua cho nên chỉ không có cho chanh vô. Vậy tốt nhất là mình dùng xoài loại gì chị? Xoài cốc á, xoài cốc nó mới chua. Còn nếu mà xoài Thái như xoài Thái là không chua, xoài Thái này là không chua. Mình phải bóp lại cho nó thấm hả chị? Xong rồi được rồi đó, dần tới phần sắc rau găm bỏ vô. Dạ. Cái này để rau găm nhiều nó mới ngon. Dạ. Ốc thì nó có tính hàn, còn rau găm thì nó ấm bụng nó nóng. Dạ. Trộn vô mình ăn cho nó hai cái nó hòa quyện với nhau. À đúng rồi, thường bởi vì em thấy người ta làm những món ốc á là thường sẽ ăn kèm với lại rau găm. Rồi cũng bỏ vô thêm một miếng hành phi luôn, hành phi vô cho nó thơm. Dạ, hành phi. Đúng rồi. Cái này mình ăn với ăn thích ăn bánh đa cũng được mà bánh phồng cũng được. Xong rồi hả chị? Xong rồi. Giờ mình sẽ cho ra đĩa và trang trí cho thật là đẹp và hấp dẫn. Bây giờ trang trí là em xách cái này. Em bỏ cái dĩa đi, em trang trí bằng cái này xung quanh cho cái đĩa, nhìn cho nó màu xanh lên, màu đỏ lên, nhìn cho nó đẹp. Rồi, em xách cái này 4 lát 5 lát vậy đó. À, do củ cà rốt của mình là chỉ để trang trí thôi chứ mình không có ăn kèm, cho nên là quý vị cứ việc cắt theo cái hình thù gì mình thích cũng được, mà mình để cà rốt sống quý vị nha. Rồi, nó bông hoa. Đây hả chị? Năm gấp đúng rồi đó. Rồi, vậy là xong rồi hả chị? Rồi xong. Ừ, mình sẽ ăn kèm món này với nước chấm này chị. Nước chấm này nước mắm chua ngọt. Đây, phải nước mắm chua ngọt. Nước mắm chua ngọt. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành rất là nhanh chóng món gỏi xoài ốc giác này. Đơn giản, dễ làm mà nhìn rất là hấp dẫn nữa. Và chắc chắn là ăn sẽ không ngán đâu. Cảm ơn chị Kim Ba. Rồi, chị cảm ơn Ngọc Nhi. Chúc Ngọc Nhi ngon miệng. Dạ. Bây giờ thì Ngọc Nhi sẽ thưởng thức món gỏi xoài trộn với ốc giác mà tự tay Ngọc Nhi làm. Ngọc Nhi đoán là nó sẽ rất là ngon đó. Đây, một tí xíu xoài rồi ốc giác nữa. Chúng ta sẽ chấm cùng với là nước mắm tỏi ớt quý vị nha. Ốc giác này quan trọng nhất để cho nó ngon đó, là chúng ta phải luộc cho nó chín. Nếu như mà chúng ta luộc không chín thì nó sẽ bị dai nè. Còn nếu như luộc lâu quá thì nó cũng sẽ không ngon nữa. Sắc thì nhớ là sắc mỏng thôi nha. Rồi trộn với một tí xíu xoài nữa. Cái vị chua chua của xoài nè hòa quyện cùng với cái vị của nước mắm, rồi vị của mắm đường lúc nãy chúng ta trộn chung á, rất là ngon. Khi đến với những vùng biển thì có lẽ là hải sản là món ăn mà chúng ta ăn rất là nhiều, có thể gây ngán. Nhưng mà với món gỏi xoài trộn với ốc giác này, xoài cái vị chua sẽ làm cho mình không còn ngán nữa và thấy món ăn nó có một cái hương vị rất là khác và rất là ngon. Và ngày hôm nay khi mà theo dõi chương trình thì quý vị chắc hẳn cũng như Ngọc Nhi đã thấy được Côn Đảo với một góc nhìn khác. Không chỉ là những di tích lịch sử văn hóa mà còn là rất nhiều những địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn. Hãy đến với Côn Đảo và hãy tự mình khám phá quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình du lịch và ẩm thực cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những hành trình tiếp theo. Sài Gòn Tourist hân hạnh đồng hành cùng chương trình.